Chào mọi người. Hôm trước trong video xào giá mình đã hứa là sẽ hướng dẫn các bạn gói giá. Thì hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một cái video hướng dẫn gói giá nhà. Chúng ta sẽ làm bằng tro. Tro mà chụm từ bằng trấu ở trong lò ra. Thì đó là một trong những cái nguyên liệu thiên nhiên mà chúng ta làm không cần thuốc, không cần gì hết. Bởi vì chúng ta gói giá trong gia đình ăn thì mình sẽ làm theo cái cách tự nhiên của giá, thì giá nó rất là thơm và đầy đủ dinh dưỡng cho gia đình chúng ta. Và đây là đậu xanh, mình sẽ cho khoảng một khía đậu xanh. Một khía đậu xanh này có thể là nó ra khoảng hơn nửa ký giá, gần một ký lô luôn. Giá nó ra rất là nhiều, mình không có cho giá dài đâu, mình cho khoảng chừng 2-3 cm thôi, cho nên giá nó rất là thơm. Thì mình sẽ đổ một ít nước nước lạnh vô dưới đậu. Và đây là nước mình chuẩn bị mình nấu để cho nó nóng lên, nó sôi lên. Rồi bởi vì mình sẽ ngâm cùng đậu với nước sôi khoảng chừng mình pha loãng ra khoảng 30 độ, 35 độ tới 40 trở lại. Thì mình sẽ ngâm một ngày. Qua ngày sau rồi mình hãy đổ ra. Thì đây là cái khâu mà mình hướng dẫn để mà mình chuẩn bị ngâm đậu ở trong nước sôi. Rồi, nước mình bắt lên, mình không cần để vào sôi đâu. Mình đổ chừng nước nó nóng lên khoảng mới 40 độ. Rồi được rồi. Như vậy thì nước nó cái này nó hơi nóng, mình sẽ cho thêm một chút. Rồi, mình sẽ ngâm đậu như thế. Đậu này mình sẽ ngâm một ngày. Ngày hôm nay và tới sáng ngày mai, chúng ta sẽ chuẩn bị để mà cho để mà rải lên. Rồi, như vậy là chào mọi người. Hôm qua mình đã ngâm da đậu rồi, đậu xanh rồi. Hôm nay là tới cái khâu chúng ta sẽ gói giá nha. Mình sẽ sử dụng một cái rổ, mũ và một cái bọc ni lông. Ở trong cái bọc này chúng ta sẽ làm lỗ cho nó lủng đều ở dưới đây. Rồi đây là cho chấu. Mình lấy từ cho chấu người ta đã chụm xong. Mình cho một lớp mỏng ở dưới. Đây là cách gói giá dân gian từ hồi xưa tới giờ ở trong vườn trong quê của mình. Giờ chúng ta sẽ cho nước vô. Mình sẽ tưới một lớp nước ướt mỏng ở dưới. Rồi, và đây là đậu xanh. Đậu xanh hôm qua mình đã ngâm đó. Đây các bạn nhìn thấy nè. Đậu mình nó đang nứt mọng ra. Như vậy rất là vừa. Mình ngâm nước khoảng 35-40 độ C. Mình ngâm từ hồi sáng hôm qua và bắt đầu sáng hôm nay mình sẽ bắt đầu gói nè nha. Rồi chúng ta cho một lớp tro mỏng ở dưới rồi xong rồi mình sẽ rải lại đậu lên. Chúng ta làm mình nhẹ tay thôi. Tại vì nếu mà làm mạnh sợ mỏng của đậu xanh nó sẽ gãy. Làm rất là nhẹ, nhẹ nhàng. Rồi, một lớp đậu xanh mình đã rải xong đều. Và chúng ta sẽ cho một lớp tro lên nữa. Mình sẽ rải cho thật là đều. Mình giá mình nó lên đều nha. Rồi, chúng ta cho một lớp tro nữa. Cách làm giá này á, nó rất là dễ và đơn giản và rất là chất lượng. Khi chúng ta ăn ở trong gia đình á, giá của mình làm nó không có độc. Mà đậu xanh khi mà nó lên thành giá rồi nó rất là ngon, cái mùi hương vị của đậu xanh nó thơm lừng hết. Nó làm cho hương vị của giá mình người ta gói bán nhiều, người ta có thể sử dụng thuốc tăng trưởng. Nhưng mà khi mình ăn trong gia đình thì không cần nhiều đâu. Mình chỉ mua 100 g đậu xanh
Giờ mình để mình gói khoảng chừng dài 3 lần. Rồi đây là lớp thứ hai nha các bạn. Đây là lớp giá thứ hai của chúng ta. Như vậy thì ngày hôm nay mình chỉ làm hai lớp thôi. Bởi vì ăn ở trong gia đình thì mình làm như vậy là đủ rồi, không cần phải làm nhiều, làm nhiều nó rất là nhiều. Làm một hết 100 cả gram mình chỉ làm hơn, làm chỉ một khía thôi. Thì như vậy thì nó sẽ đủ. Đủ cho cả gia đình mình ăn khoảng 3-4 người. Rồi chúng ta sẽ cho một lớp tro cuối cùng nữa, phủ lên mặt. Khi mình đậy tro như thế này nè, cho nó hơi dày một chút, giá mình nó mập, nó ú, nó lùn. Chúng ta ếm cho nó hơi nặng tay xuống một chút, đặng khi giá nó mọc lên nó có cái độ, nó đừng có quá cao, nó sẽ từ từ mọc, nó mọc nhanh. Rồi mình sẽ cho thêm một lớp nước cuối cùng, mình sẽ tưới lên. Và đây là lần tưới nước cuối cùng vô cái rổ giá của mình. Xong chúng ta sẽ lấy cái bọc chạy lại nha. Và việc cuối cùng chúng ta làm là chúng ta sẽ lấy một cái bọc ni lông đen. Bởi vì cái bọc ni lông đen này nó sẽ làm cho giá của mình nó trắng, nó không bị xanh. Chúng ta đậy, chúng ta ủ lại. Nó không có ánh sáng thì giá nó sẽ rất là trắng. Bởi vì cái ánh sáng nó làm cho giá mình nó dễ ra lá xanh. Rồi như vậy là đã xong. Thu gói giá của chúng ta đã hoàn thành. Mình sẽ đợi khoảng 3 ngày sau. Như vậy thì mỗi ngày như vậy mình sẽ dở ra, mỗi một buổi sáng thì mình sẽ tưới sương một ca nước. Mình tưới vô cho nó đủ nước để mà đậu nó lên. Là 3 ngày liên tục như vậy, mỗi buổi sáng thì chúng ta sẽ tưới. Tưới sương qua một cái rồi chúng ta đậy lại. Mà liên tục 3 ngày như vậy thì ngày thứ 3 hay hoặc ngày thứ 4 thì chúng ta sẽ có một rổ giá rất là ngon. Mọi người cùng làm giá tại nhà nha. Cái tưới giá, thăm giá, wow, ngon lắm. Quá đẹp rồi. Rất là cực kỳ đẹp. Rất là đẹp. Quá ngon. Này là mình được 2 ngày rồi, giá của mình là được ngày thứ 2 rồi đó. Có lẽ ngày mai là ngày thứ 3 mình sẽ được ăn. Vậy là chiều nay mình sẽ tưới. Mình sẽ tưới thêm một chặp nữa. Bảo đảm ngày mai mình có giá ăn. Wow, cộng giá. Rất là ngon. Ăn tươi cũng ngon luôn. Ăn nguyên cộng giá luôn. Tốt tuyệt. Giá của mình là number one luôn. Nó ló mấy cọng đậu ra mình sẽ thêm cho vô cho nó kín lại, cho nó lùn lại, cho nó đừng có lên như màu xanh. Nó đang mọc lên, nó đang độn cho mình rải thêm cho vô. Rồi tiếp tục tưới nước.
mai là ngày thứ ba là mình có giá ăn rồi đó nha. Đẩy lại, đẩy lại. Thôi mình đẩy lại. Đẩy lại cho nó đừng có quá cao. Cho nó mập mập, nó ú, nó lùng lùng, nó ngon. Đừng cho nó chồi lên cao. Để trống nó bị chồi lên cao. Rồi, tiếp tục đẩy lại. Ngày mai sẽ có giá đi ăn. Mình đẩy cái bọc đen này nè, đang cho nó đừng có bị lá xanh của cái giá. Mình cái giá rất là trắng. Rồi, như vậy là giá của mình nó đã đúng 3 ngày. Rất là ngon, thu hoạch nha. Mình sẽ thu hoạch giá. Quá tuyệt vời. Rất là ngon luôn. Cực kỳ. Dễ làm lắm các bạn. Rất là ngon. Rất là chất lượng. Vừa ăn nữa. 3 ngày cộng giá của mình rất là vừa. Quá đẹp luôn. Mình sẽ lấy cái lớp tro này ra. Chứa cái lớp tro ra đi. Mình lấy dễ dễ. Wow, quá ngon luôn. Cực kỳ. Wow, quá ngon. Quá tuyệt vời. Mình đổ ra một cái thao, cái gỗ này đi. Rửa cho dễ lấy. Quá ngon luôn. Cực kỳ ha.
cho này, còn lại mình sẽ lấy đổ vô trong cây trồng. Mình làm phân. Mình bón cho cây trồng của mình nha. Bông hoa kiển mình trồng cái gì đó mình bón, rau củ gì cũng được. Rồi mình sẽ lấy cho này đi, mình bón rau. Cây cho cây trồng của mình. Lên thang đi trên trời rửa cây cho xong. Ôi trời, có sao không hả? Đây là khâu cuối cùng mà mình làm sạch giá. Khi mình rửa sạch hết và cái tro thì bắt đầu mình xả nước vài ba lần. Giá mình nó rất là trắng ngon đúng không? Rồi, đây là khâu cuối cùng, mình sẽ làm sạch được một lần cuối. Giá rất là trắng ngon. Rất là tuyệt vời. Và khi cái khâu làm cuối cùng này thì mình sẽ lụm đậu ra. Ta sẽ làm sạch lần cuối cùng thì chúng ta sẽ lấy cái vỏ đậu ra khỏi giá. Wow, rất là ngon. Đây là giá mình gói nhà, ăn rất là an toàn, rất là ngon nha các bạn. À, chỉ có một khía đậu xanh thôi, mình làm khoảng một khía thôi, không tới một khía đậu nữa, thì là được khoảng nửa ký giá. Thì như vậy là đủ ăn, cung cấp cho gia đình mình ăn khoảng 3-4 người. Còn hai người thì mình để ăn khoảng 2 ngày. Bởi vì giá mình cũng không để lâu được. Cho nên nếu làm nhiều quá thì mình để lâu ăn nó cũng không ngon. Cho nên mình chỉ làm như thế này thôi, một khía hơn. Không tới một khía đậu xanh thì mình cũng sẽ ăn được 2-3 ngày. Giá mà rất là tuyệt phải không các bạn? Rất là ngon. Rất là vừa. Mình không có phân, không có thuốc gì hết, mình chỉ làm tự nhiên. Mình làm bằng cho cháu. Tưới nước đều đặn, rồi giá lên rất là đều. Rồi cũng giá rất là vừa vặn, đẹp nữa. À, ở trong giá thì nó cũng rất là nhiều bổ dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Bác sĩ cũng khuyến cáo chúng ta nên ăn thật là nhiều giá mỗi ngày.
nó cung cấp đầy đủ khoáng chất cho cơ thể của mình. Bởi vì giá là từ đậu xanh ra, cho nên nó cũng là một trong những thực phẩm rất là bổ dưỡng. Thì ngày hôm nay mình sẽ xào giá cùng với bông điên điển. Giá mình xào với hẹ, giá mình xào đậu hũ, đủ thứ. Mình có thể ăn với phở, bún, hủ tiếu, mình có thể ăn với bún khô. Nói chung là giá rất là phong phú, rất là dễ ăn, rất là đầy đủ dinh dưỡng. Mình sẽ làm đủ món ăn về giá để cung cấp chất bổ cho cơ thể mình nha các bạn. Rồi, chào tạm biệt. Chúc mọi người thành công nha. Hãy nhìn cái cách làm giá của mình cho nó an toàn cho gia đình.